hôm nay là cô cho anh em xem một cái nhân vật mà có một cái cách build cung long kiếm theo dạng mà BK đông người, BK tổng, và anh ấy chơi thiên hướng khống chế. Đối với con cung long kiếm, anh em sẽ có 3 cách build. Một cách build là sẽ full dam, đó chính là bỏ qua né tránh, nội công chí mạng tấn công. Ngoài cái việc đi săn boss tốt, anh em có thể đi đánh những cái BK hội đồng, đánh tông kim, đánh công thành chiến để giết người, để giết người nha, mình lấy điểm á, thì build theo cái cách này rất là tốt. Và đa phần hầu như là ai cũng sẽ build theo cái cách này để đi những cái giao tranh tổng cho tốt. Tại vì bỏ qua né tránh đối với thằng cung long kiếm là một cái thuộc tính rất là cần thiết. Nếu anh em không có nhiều bỏ qua né tránh, anh em vô những cái giao tranh tổng, anh em đánh vô người ta sẽ lên né tránh rất là nhiều. Đặc biệt là những người tầm khoảng 20% máu hoặc là 30% máu trở xuống, anh em cảm giác là lên né rất là nhiều luôn. Vì vậy là nếu như mà anh em build theo cái dạng bỏ qua né tránh nhiều á, thì anh em đi những cái giao tranh tổng rất là sướng, rất là ok, đam nó cũng to nữa. Rồi cái trường hợp thứ hai là anh em chỉ đi với cái chỉ build theo cái dạng mà solo, BK solo là nhiều, nhỏ lẻ, bắt người, là anh em sẽ build tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng, thời gian bất lợi ngũ hành tăng, nội công và chí mạng. Lúc đó mình cũng có đam một tí ở cái nội công với lại chí mạng, nhưng mà chúng ta không có bao giờ né tránh. Ở cái cách build thứ hai này thì chúng ta sẽ đánh solo rất là khủng khiếp, bắt người rất là ghê gớm luôn. Nhưng mà cho trong những cái giao tranh tổng, lúc mà chúng ta build tỷ lệ tăng, thời gian tăng, nội công chí mạng, không có build bỏ qua né tránh, chỉ số bỏ qua né tránh của chúng ta không sử dụng luôn á, là cái chỉ số này thấp, là chúng ta để ý. Nếu mà những anh em mà build theo cái cách đó, là những anh em đi những cái trận tống kim hay công thành chiến giết người rất là khó, trừ cái việc mà những người đó là top binh giáp, giật cái nào là chết cái đó luôn đó. Thì giật ví dụ đây không có bị bỏ qua né tránh, anh em đánh 7 cái 8 cái thì sẽ mít 2 3 cái đúng không, sẽ mít 4 5 cái có khả năng là vậy. Tại vì anh em đâu có bỏ qua né tránh đâu, đối phương cũng bị bỏ qua né tránh thì đối phương bị né tránh thì anh em đánh khả năng mít cao. Nhưng mà những lần anh em đánh trúng thì khả năng anh em giật đam, nếu là tại vì anh em binh giáp cao mà giật đam thì nhờ vào những cái đòn đánh đó. Nhưng mà đánh solo thì mình thấy là đánh solo nếu như mà anh nào mà bị ăn khống chế là cứ bị dính khống chế cực kỳ kinh khủng. Đó là cách build thứ hai. Còn cách build thứ ba là anh em có thể build theo cái cách build của anh Sái server S145 bang Olympus. Anh này có một cách build mà mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều người build như vậy. Cách build thứ ba đó chính là anh ấy sẽ build bỏ qua né tránh, tỷ lệ tăng để giúp cho anh ấy có khả năng khống chế và build nội công với lại chí mạng. Hiện tại thì các anh Sái này đang có số binh giáp là 3.514.869 binh giáp, tấn công của anh ấy là 12.357 tấn công, sinh lực là 130, sức mạnh là 614, ơi lộn, cung long kiếm đâu cần sức mạnh đâu. Sinh lực của anh ấy là 130k, nội công là 3k, sinh khí là 727, tấn công cơ bản là 135%, sinh lực cơ bản là 160%, chính xác là 739 113%, né tránh là 1k7 34.75%, bỏ qua né tránh 1k2, chỉ số bỏ qua né tránh như thế này là dạng cao rồi. Muốn cao nữa thì dễ thôi, cứ ưu tiên bỏ qua né tránh nhiều vô, 1k2 này là cao đó. Đánh vô chắc chắn đánh vô những cái đám người đông á, với lại đi tống kim đồ giết người sướng lắm, đảm bảo luôn. Đá đòn 7k5 31.62%, đá đòn miễn thương là 2k4, khi mà kích hoạt đá đòn đam phải chịu giảm đi 43.20%, chí mạng là 2k8 90.3%, một cái chỉ số chí mạng cực kỳ cao. Cung long kiếm không có chiêu tăng chí mạng nhưng mà anh ấy là tăng lên 90% rất là cao rồi. Sát thương bổ kích 2228, 285%, hơi thấp. Này là phải ưu tiên sát thương bổ kích cao lên nữa. Chí mạng là 1k4, 44.47%, mỹ sát thương bổ kích là 304, 25.33%. Hút sinh lực 111, bỏ qua kháng thổ là 720 điểm. Kháng tất cả con này là ít nhất là 4k2 và cao nhất là 5k1 kháng mộc. Cường hóa ngũ hành của nấy là 1k6, khi mà đánh vô những môn phái hệ thủy đam của nấy sẽ tăng thêm 50%, hệ thủy đánh vô nấy đam sẽ giảm đi 50%.
anh này chỉ chơi tỷ lệ tăng thôi, nên là tỷ lệ tăng của anh ấy là 480 điểm và cái tỷ lệ choáng của anh ấy là 800 mấy chục luôn, có thời gian choáng luôn, khả năng là sử dụng cái phân cương rồi đúng không, hoặc là ông sử dụng cái chỉ số thời gian choáng ở trong cái áo hoặc là vũ khí. Tỷ lệ giảm của anh ấy 520 điểm và thời gian giảm của anh ấy là 280, có thời gian thọ thương giảm, khả năng là chí mạng thời gian thọ thương giảm. Rồi kháng tất cả tấn công, thời gian choáng giảm, kháng tất cả tấn công, như là thời gian thiêu đốt giảm. Cái kiếm hệ thổ, nội công tấn công, lôi sắc nội chí mạng, bỏ qua kháng thổ, thời gian choáng. Cái kiếm rất là ngon luôn mọi người, full dam luôn. Điêu khắc 50%, nội công chí mạng bỏ qua né và tỷ lệ bất lợi của hành tăng. Dây chuyền hệ quả, nội công chí mạng tấn công, dây chuyền này thay đi, tại vì cái dây chuyền này chúng ta thiếu sát thương chí mạng này, không mất 30 điểm rồi, tấn công cũng không sao nữa, nhưng mà mình đã coi 30 này, 20% 20 của 3 là 6 điểm đúng không, 20% là 6 điểm. Bây giờ là cho mất 36 điểm đi, nhưng mà thiếu sát thương chí mạng là đam của mình nó bị giảm rất là nhiều, nên là nếu cái dây chuyền này đổi lại nội công chí mạng, sát thương chí mạng sẽ tốt hơn. Rồi anh ấy build là bỏ qua né tránh, nội công chí mạng tỷ lệ tăng. Cái nhẫn trên là nội công chí mạng, sát thương chí mạng, chỉ cần ba dòng này thôi, có tấn công thêm càng tốt, kháng mộc tính sát, nội công chí mạng bỏ qua né tránh và tỷ lệ bất lợi của hành tăng. Nhẫn dưới hệ mộc là nội công chí mạng, sát thương chí mạng, phản đòn cận chiến, sinh lực tối đa cơ bản và hút sinh lực. Cứ ưu tiên nội công chí mạng, sát thương chí mạng để cho chỉ số mình cao hơn nữa. Rồi bỏ qua né tránh, chí mạng, nội công, tỷ lệ bất lợi của hành tăng. Ngọc bội hệ mộc, nội công chí mạng, sát thương chí mạng, né tránh, đỡ đầu miễn thương và phản đòn cận chiến, bỏ qua né tránh, chí mạng, nội công và tấn công. Cái này lấy tấn công càng tốt để cho mình tăng lực tay, còn không lấy tỷ lệ tăng cũng được. Rồi cái áo hệ thổ là lôi sắc nội, chí mạng, sát thương chí mạng, bỏ qua né tránh, kháng chí mạng và thịnh pháp, áo ngon ấy. Vừa có kháng chí mạng vừa có bỏ qua né tránh nữa nè, điêu khắc nó 45% luôn, kháng chí mạng, né tránh, đỡ đòn và kháng thổ. Cái nón hệ kim là nội công chí mạng tấn công, bỏ qua né tránh, thân pháp khang mộc, có thể là anh ấy ưu tiên bỏ qua né tránh quá, chứ cái nón này thì mình lấy này cũng được, nhưng mà lấy sát thương bộ kích thì cố gắng lên 300% để mình tối ưu đam to nhất có thể. Rồi kháng chí mạng, né tránh, đỡ đòn và tỷ lệ bất lợi của hành giảm. Rồi qua cái bao tay hay thủy, bao tay hay thủy là nội công chí mạng, sát thương chí mạng, sinh khí, bao quanh để tránh và miễn sát thương chí mạng, kháng chí mạng, để tránh, thương pháp và đỡ đòn. Rồi cái đai hay quả là nội công chí mạng, sát thương chí mạng, miễn sát thương chí mạng, kháng chí mạng và kháng kim, kháng chí mạng, né tránh, đỡ đòn và tỷ lệ bất lợi của hành giảm. Rồi qua cái đôi dài hay thủy là nội công chí mạng, sát thương chí mạng, bao quanh để tránh, miễn sát thương chí mạng, đâm dọc rất là ngon, kháng chí mạng, né tránh, đỡ đòn và thương pháp. Bỏ thương pháp đi, mình lấy sinh khí cũng được. Anh ấy lấy thương pháp để cho thêm có một miếng né tránh nữa. Này giờ lên diệt thế này, tấn công sinh lực tối đa, cường hóa ngũ hành sinh lực tối đa cơ bản, chí mạng và đỡ đòn. Con ngựa, ghê vậy? Sao anh Sái lại chạy con ngựa phiên vũ, không chạy hãng huyết lâm câu à? Ngũ hành ứng bậc 10. Trời ơi, xài chính xác luôn, không xài chí mạng luôn. Ghê thiệt, có nhiều xài nhiều quá nè. Anh em nào mà chơi chơi trang sức mà theo dạng mà vô top 16 thì đóng một phái á, mà có được cái trang sức chí mạng bán lời lắm á, ngon cực luôn. Rồi mặt nạ, bí kíp của anh ấy là thiên hạ vô cẩu bí kíp thần, tấn công kháng tất cả thời gian thiêu đốt giảm, hỗn nguyên công tấn công kháng tất cả thời gian cho giảm, bảo hộ bác chí mạng thời gian thọ thương giảm, thiên canh trận lôi sắc nội bỏ qua kháng thổ tỷ lệ choáng. Full cam luôn mà ghê không, nội công nè, chí mạng sát thương chí mạng, lôi sắc nội bỏ qua kháng thổ, bỏ qua né tránh, kháng chí mạng, tỷ lệ choáng lên được 9/10 nè. Ghê, ba tiệc học ngon, ba tiệc kỹ ngon. Anh em nào muốn chế tiền học thì để lại tầm khoảng 2 triệu chân khí, 80 triệu bạc liên hệ cua chế cho anh em. Chế ra 8 dòng anh em cảm thấy hài lòng thì anh em donate cho cua nha. Mình chế lấy phí nha mọi người. Rồi kinh mạch là tầng 1 ở đây, có này tầng 2. Lên kinh mạch là hơi bị chua anh em. Đây là cách build, một cách build thứ 3 dành cho những anh em chơi cung long kiếm. Vừa có thể đánh hội đồng tốt, vừa có thể khống chế đam nó giảm chút xíu nhưng mà không đáng kể. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em.
Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.